Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoa Sen Ban Mai. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể ghim bài viết lên đầu trang group hoặc là fanpage một cách đơn giản và nhanh chóng. Thì như các bạn đã biết thì việc ghim bài group lên bất kỳ trang group hoặc fanpage nào thì giúp cho cái thành viên của cái trang group mà các bạn đang tham gia họ sẽ dễ dàng tiếp cận được cái bài viết của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái ví dụ nhỏ cho các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào group mà các bạn đang quản lý giúp mình. Thì các bạn lưu ý một điều là các bạn phải là kiểm duyệt viên hoặc là quản trị viên của cái group hoặc fanpage thì các bạn mới có quyền ghim bài viết lên ở đầu những cái mục này. Thì đây là những cái mục mà các bạn sau khi ghim nó sẽ nằm hiển thị ở đây. Thì các bạn sẽ tạo cái bài viết như là một bài viết thông thường mà các bạn hay tạo. Thì ở đây mình sẽ copy một cái bài viết trên website Excel mua sắm. Thì các bạn sẽ dán những cái nội dung ở đây giúp mình. Mình sẽ cập nhật cái nội dung lên cái bài viết này để có thể ghim làm ví dụ cho các bạn. Thì do làm ví dụ nên mình sẽ thực hiện cái thao tác này một cách nhanh chóng. Thì các bạn nếu mà muốn đăng hình ảnh thì các bạn sẽ nhấp vào ở phần này giúp mình. Các bạn cũng có thể gắn thẻ những cái người mà các bạn muốn tag họ vào để họ có thể nhìn những cái bài viết này. Thì khi mà hoàn tất các bạn sẽ nhấp vào phần đăng bài giúp mình. Thì cái bài viết mà dùng để ghim nó cũng sẽ tương tự như một cái bài viết thông thường. Chỉ khác biệt ở một chỗ là các bạn sẽ sử dụng cái quyền admin để ghim bài viết đó lên. Thì đây là cái bài viết mà mình đã soạn xong. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần mục dấu ba chấm ở đây giúp mình. Các bạn sẽ nhấp vào ghim vào phần đáng chú ý. Thì khi mà các bạn bấm vào ghim ở mục đáng chú ý thì nó sẽ được cập nhật lại ở phần đáng chú ý. Thì những thành viên họ có thể muốn theo dõi bài viết này, họ có thể theo dõi một cách dễ dàng khi mà kéo lên đầu trang group, và bài viết của các bạn họ sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Thì mình sẽ làm cái ví dụ còn lại ở trên một cái fanpage bất kỳ. Thì mình sẽ truy cập vào cái fanpage này. Các bạn lưu ý là ở fanpage các bạn phải nhấp vào phần quản lý. Ở đây là các bạn sẽ nhấp vào phần chuyển ngay giúp mình. Thì khi mà các bạn truy cập vào cái mục quản lý, các bạn cũng sẽ tiến hành đăng bài tương tự. Các bạn cũng sẽ đăng cái bài viết này lên cái trang fanpage mà các bạn đang quản lý. Các bạn sẽ kéo xuống cái bài viết giúp mình và các bạn sẽ bấm ở cái mục ghim bài viết. Các bạn sẽ kéo lên. Thì cái bài viết của các bạn đã được cập nhật ở cái mục đáng chú ý, và những khách hàng, những thành viên khi họ truy cập vào cái fanpage của các bạn, họ sẽ có thể thấy được cái thông tin này đầu tiên. Thì rất là thuận tiện cho các bạn khi mà các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm cũng như dịch vụ. Thì video hướng dẫn các bạn cách ghim bài viết lên đầu trang group và fanpage của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có ý kiến thắc mắc hoặc là muốn đóng góp cho kênh Hoa Sen Ban Mai, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Mình rất vui khi nhận được những ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của các bạn để kênh Hoa Sen Ban Mai ngày một tốt hơn. Và đối với những các bạn mà đang kinh doanh buôn bán sản phẩm trên những cái group của Facebook thì các bạn có thể nhấp vào cái đường liên kết dưới đây và truy cập vào cái danh sách group chợ online để có thể đăng bài cũng như tham gia việc bán hàng. Thì video của mình đến đây xin kết thúc. Thì thân ái hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.